Hôm nay nắng nhẹ đẹp trời, ngồi mây nghe hát còn gì chill hơn. Cà phê mây Tropical với thiết kế không gian nhiệt đới xanh mát, mộc mạc và gần gũi, tọa lạc tại ngay trung tâm thành phố, đối diện cổng G Eumont. Ban ngày, mây xanh mướt một màu, buổi tối, mây lại hóa nàng thơ, có chút lung linh, có chút dịu dàng. Một buổi tối cuối tuần thư giãn bên gia đình và bạn bè, người lớn thì cùng nghe nhạc, trò chuyện và thưởng thức những món đồ uống phong phú, vừa ngon vừa đẹp mắt. Trẻ con lại được tha hồ sáng tạo trong không gian nghệ thuật nhà mây, thì còn gì tuyệt vời hơn phải không các bạn? Bỏ lại cả tuần mệt mỏi với bộn bề công việc, sao mình không dắt nhau đến mây Tropical nhỉ?